Thưa quý vị, với những chính sách ưu tiên trong công tác hỗ trợ và chào đón những đoàn khách du lịch MICE là loại hình du lịch kết hợp với hội thảo, hội nghị khen thưởng, sự kiện. Trong những ngày đầu năm Quý Mão 2023, Đà Nẵng đã đón nhiều đoàn khách MICE, nhất là khách MICE quốc tế. Đà Nẵng được tỷ phú Ấn Độ chọn làm điểm đến đám cưới trong dịp năm mới. Vào mùng 3 Tết vừa qua, Đà Nẵng chào đón đoàn khách với hai bên gia đình cô dâu chú rể và hơn 350 khách mời, 100 nhân viên sự kiện đầu bếp đến thành phố tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Chúng tôi lựa chọn Đà Nẵng để tổ chức đám cưới vì qua khảo sát thấy thành phố rất xinh đẹp, từ những cây cầu tuyệt vời, những bãi biển quyến rũ. Chúng tôi yêu thành phố ánh sáng này rất lộng lẫy về đêm. Bên cạnh đó còn có ẩm thực rất độc đáo. Trên hết khi làm việc với những người Đà Nẵng về lễ cưới, tôi cảm thấy họ rất hiếu khách, tận tình hỗ trợ chúng tôi rất chu đáo. Đà Nẵng cũng xác định du lịch MICE trọng tâm với thị trường Ấn Độ. Trong thời gian tới, chính là những sự kiện đám cưới xa hoa được tổ chức trong nhiều ngày với mức chi lên đến hàng tỷ đồng. Người Ấn Độ rất là dễ thương và cái văn hóa của Ấn Độ cũng có một chút khác biệt so với các nền văn hóa khác. Thì công ty chúng tôi cũng đã làm việc với các sở ban ngành và cố gắng thực hiện tất cả mọi yêu cầu của họ. Hầu như tất cả mọi yêu cầu của họ đều được thực hiện một cách rất là chuyên nghiệp và tốt nhất để cho những đám cưới như thế này diễn ra một cách suôn sẻ và mang lại cái ấn tượng tốt đẹp nhất về Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng. Theo Cục Thống kê Đà Nẵng, hoạt động dịch vụ của thành phố những ngày đầu năm 2023 diễn ra khá sôi động khi liên tiếp đón các đoàn khách quốc tế đến tham quan du lịch, mua sắm, tổ chức sự kiện. Các đoàn khách MICE quốc tế đến từ các thị trường Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Hàn Quốc đã liên tiếp xông đất Đà Nẵng. Thành phố đã chào đón gần 1.200 khách MICE trong tháng 1 năm 2023. Đây là tín hiệu tích cực cho việc phát triển du lịch MICE của thành phố trong năm 2023. Hiện du lịch MICE là một trong năm trụ cột sản phẩm du lịch của thành phố Đà Nẵng bởi có nhiều lợi thế để phát triển loại hình du lịch này. Chúng ta đã hình thành được cái hệ sinh thái sản phẩm rất phù hợp, rất tốt cho cái du lịch MICE. Chúng ta đã có được hệ thống hạ tầng rất tốt. Chúng ta có được hệ thống dịch vụ rất phù hợp, đặc biệt là các cái dịch vụ cơ sở phục vụ cho khách MICE như là trung tâm hội nghị quốc tế này, như là các khách sạn 5 sao, 6 sao đạt chuẩn này, như là hệ thống nhà hàng, hệ thống tour du lịch phục vụ du khách, hệ thống vui chơi giải trí điểm đến, hệ thống các dịch vụ phụ trợ. Theo thông tin đăng ký từ các đơn vị lữ hành sự kiện, dự kiến trong thời gian đến, thị trường khách MICE quốc tế đến Đà Nẵng có nhiều khởi sắc với hơn 350 khách Malaysia vào tháng 3, đoàn 2.000 khách Indonesia vào tháng 4 và nhiều đoàn khách nội địa và quốc tế khác. Với những tín hiệu tích cực như vậy, hứa hẹn ngành du lịch Đà Nẵng sẽ có những bước phá trong thời gian tới là điểm sáng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố theo hướng nhanh và bền vững.